Bạn trai giới thiệu về mình. Trước tiên cho phép em được gửi lời chào đến quý khán giả, chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn gái bên một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. À, cảm ơn cưng. Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Đỗ Anh Tuấn, năm nay cháu 33 tuổi. Công việc hiện tại của cháu bây giờ là thiết kế và quảng cáo. Cháu làm ở Bình Dương ạ. Từ quê Tuấn ở đâu? Cháu đến từ quê hương Thanh Hóa. Ở Bình Dương ở với ai? Cháu ở một mình. Một mình. Mời nhà gái. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh ạ. Chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Thị Nga. Năm nay em 32 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Nghệ Năng ở dưới Thuận An, Bình Dương ạ. Em cũng cùng quê với bạn bên kia, em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa luôn hả? Dạ. Hỏi xem hai người có ở cùng chung huyện, chung xã gì không nào? Không biết là bên đấy ở huyện nào ạ? Anh ở Yên Ninh. Ở cùng huyện với em ạ. Dạ. Vậy đó hả? Có khi nào hai đứa biết nhau mà giống như là hỏi mình đi. Biết á. Không biết là trước anh có học Yên Định 1 không ạ? Không, trước anh học Yên Định 2 nhưng mà anh có chơi rất nhiều bạn ở dưới Yên Định 1. À ra vậy. Em thì em học ở dưới Yên Định 1. Hai bạn bây giờ cũng cùng không rồi đó. Em là gì? Tên gì Tuấn? Dạ cháu là Đỗ Anh Tuấn á. Đỗ Anh Tuấn bên kia là gì? Đỗ Thị Nga. Trời Đỗ, ơi, hai người Đỗ chết luôn. Rồi. Đỗ Thị Nga, Đỗ Anh Tuấn. Ôi trời ơi, là lạ lắm nha. Cô chừng phạt con. Cho cô ạ. Mai mốt mà đẻ con ra cũng khỏe quá ha. Họ cha họ mẹ cùng đúng luôn. Đúng rồi, chung luôn. Thì dễ đậu lắm. Đúc vào Đỗ. Để tôi coi coi có giống nhau không. Có cái nét gì giống nhau không. Nghi lắm rồi đó. Có giống không chị? Không, không giống. Dạ. Rồi cái điểm mạnh của Tuấn là gì? Điểm mạnh của cháu là cháu chơi được nhiều môn thể thao. Bóng đá, bóng chuyền, bia, cờ tướng, cờ vua, bóng bàn. Cháu biết nấu ăn. Cháu nấu được nhiều món ăn mà nhiều người thích. Điểm yếu của cháu thì cháu ngại giặt đồ. Quần áo cháu đi làm và mặc các thứ là cháu gom lại cháu mang cái tiệm nhờ là giặt. À, gom lại tiệm giặt một lần. Tuấn có mấy mối tình rồi? Dạ, cháu có 2 mối tình. 2 mối tình. Mối tình thứ hai là cuộc hôn nhân nhưng mà bây giờ cháu đã đổ vỡ một lần. Đổ vỡ một lần hả? Dạ. À vậy hả? Có con chưa? Cháu có một bé gái 6 tuổi. Ở với ai? Đang ở với mẹ. Có lẽ là chúng cháu chưa tìm được tiếng nói chung khi về ở với nhau. Đấy là do cháu. À. Hồi đấy bồng bột thì ham chơi cũng chưa lo lắng và chăm sóc nhiều cho vợ của mình. Nên đâm ra thì có những khoảng cách thì dần dần thì không hàn gắn lại được thì tan vỡ ra. Tôi là tôi thấy hai người không có giống nhau đó ông Linh. Bây giờ ông ra ông coi thử coi coi cái mắt tôi đúng hay không. Nói chơi chứ sao giống được. Thì đó. Làm gì có chuyện giống đâu đây. Đôi khi anh em chưa giống nữa mà. Dạ em chào anh. À xin chào em gái. Dạ. Dễ thương xinh đẹp. Họ Đỗ luôn hả? Dạ. Có cùng xã không trời? Dạ khác ạ. Khác xã hả? Dạ. Có điểm mạnh điểm yếu có giống không? Điểm mạnh của em thì cũng ít thôi. Điểm mạnh là rất là hòa đồng, hoạt bát. Em có thể biết hát, biết nhậu, biết kiếm tiền luôn. Rồi vậy khác bên đây. Quá hiện đại. Dạ. Quá giỏi. Em là một phụ nữ hiện đại ạ. Phụ nữ hiện đại. Sống hướng ngoại. Dạ. Nhậu được anh nấu đồ nhậu cho em nhậu nha. Dạ được ạ. Tại vì công việc của em là nhân viên kinh doanh nên là cũng rất là hay đi ra ngoài ạ. Những người kinh doanh rất là giỏi đó. Họ rất là năng động. Điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em là nấu ăn không được giỏi lắm. Bên đây nấu được ha. Vâng. Dạ đây. Em cũng biết chơi thể thao, em biết chơi bóng bàn giống như anh bên kia đấy. Hai người đánh với nhau được rồi đó. Dạ. Đường tình duyên sao? Dạ em thì có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời sinh viên. Còn mối tình thứ hai là chồng cũ của em. Thì em cũng có một bé gái đang học lớp 1 là 7 tuổi ạ. Bé gái đang sống với em ở đây luôn ạ. Bây giờ nếu mà hai đứa mà chọn nhau á thì bên đàn trai có ngại cái chuyện mà bạn đang ở với con gái của bạn không? Có xúm lại nuôi chung nhau không? Vâng, chắc chắn rồi. Tại vì con của mình mà. Đúng rồi. Mình muốn tìm người yêu thế nào? Cao tầm khoảng 1m7 trở lên đi ạ. Để em có cảm giác như người ấy luôn luôn cao hơn em để được chở che. 1m7 trở lên hả? Dạ. Mét mấy em? Em 1m65 nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ là cao hơn em về chiều cao. Người ta tính từ đầu đến trời chứ không ai tính cả từ đất lên đầu gã. Nghĩa dạ. Đó là nghĩa khác nữa đúng không? Dạ. À, được rồi. Một chút xíu hai bạn gặp nhau coi tính từ đây lên trên nó cao khoảng bao nhiêu. Dạ. Hả? Dạ. Ví dụ như em là người hướng ngoại thì em sẽ không thích một người hướng nội ạ. Bạn kia bạn chơi biết đủ các môn thể thao, trong đó có luôn bi-a,
cho nên là chắc chắn là bạn sẽ hướng ngoại. Bây giờ em muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Cao tầm khoảng từ 1m58 đến tầm khoảng 1m62, 1m63 thôi. Dư sức. Tính cách thì cháu thích người phụ nữ là hiền hòa, yêu động vật, với lại là biết là tính trên nhường dưới. Hôm nay Tuấn có đi với ai không? Dạ, cháu đi với bạn thân của cháu ạ. Dạ, đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quỳnh Linh. Cháu là bạn thân với Tuấn từ thời sinh viên. Cảm nhận của cháu thì bạn gái này cũng rất là xinh. Giờ cũng chỉ mong là lên đây là hai bạn để trao cho nhau một cơ hội tìm hiểu để có thể là xây dựng được một cái hạnh phúc mới nó tốt đẹp hơn. Rồi. Những cái gì qua rồi thì mình có thể bỏ qua. Rồi, đại diện nhà gái, tôi xin đại diện cô gái để tôi nói về cái cảm nhận của tôi nha. Cô gái này là một cô gái mà cũng hàng hiếm nha. Ngoại hình cũng ok, từ mặt mũi tới vóc dáng. Tự một mình nuôi con mà ở xứ lạ quê người, nói chung là bươn chải như vậy. Cho nên rằng là theo tôi thì hai bạn nên cho nhau cơ hội nha. Dạ. Rồi, xin ông mối cho mở rào chứ ạ. Nhà gái hơi bị được đó nha. Dạ thì đó, tôi cũng đã nói tôi rồi. Nhà gái, nhà gái hơi bị được đấy. Dạ, cảm ơn ông mới. Một cô gái 4.0 đấy. Cho trẻ gặp nhau một đi. Một cô gái thông minh đấy. Cho trẻ gặp nhau đi. Một cô gái mà tôi thấy rằng cần phải quan tâm đó. Cho trẻ gặp nhau đi. Rồi mở rào. Mở rào. Chào em. Hôm nay đến chương trình anh có bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Đến chương trình em cũng có một món quà tặng anh. Em tặng anh. Cảm ơn em. Đấy là một cái đồng hồ cát ạ. Em muốn tặng anh để em mỗi lần anh để trên bàn làm việc, khi mà nhìn thấy nó thì anh sẽ nhớ tới em ạ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, nhìn có người quen người gì không? Anh có thấy quen không ạ? Có. Em cũng có thấy quen hả? Luôn. Có hả? Dạ, có quen. Cũng thấy quen luôn ạ. Thôi chết rồi, lên đây. Có chừng bà quen, con quen, xa quen đâu. Bà con xa. Chỉ thấy xa, mặt quen thôi chứ còn không biết là có gặp rồi hay là không. Anh nghĩ là chúng ta gặp rồi. Em cũng không biết là gặp anh rồi hay là chưa luôn. Vì ngày trước anh có tham gia vào diễn đàn Tuổi Trẻ An Định. Ở Hà Nội hay là Sài Gòn anh? Hà Nội. Ngày trước em cũng có tham gia. Anh có đi đá bóng cho diễn đàn An Định? Em cũng yên thi thoảng mới đi thôi, còn không đi nhiều. Thôi địa chỉ nhà coi. Không, anh ấy không biết đâu. Em ở Định Hưng đúng không? Vâng. Định Hưng, anh biết Định Hưng. Dạ. Rồi, thôi hai bạn về ghế ngồi đi. Dạ. Vui quá ha. Tự nhiên mà người quen mà biết nhau rồi gặp nhau chỗ này là vui lắm á. Từ lúc ly hôn tới bây giờ là anh không quen ai? Anh chưa quen ai cả. Vì trong đầu đang còn có rất nhiều cái suy nghĩ nó xáo trộn. Dạ. Mình sẽ hẹn hò thế nào? Mỗi tuần mấy lần? Em có giới hạn thời gian không? Em thì là một nhân viên kinh doanh nhưng mà em cũng rất là bận. Chỉ có mỗi ngày chủ nhật là em nghỉ thôi. Mà một ngày chủ nhật thì em cũng phải dành cho con gái của em. Ví dụ như đưa con đi chơi hoặc là đi bơi hoặc là đi trung tâm thương mại. Thì cũng có thể là em sẽ sắp xếp tối thứ bảy hoặc tối chủ nhật đi chơi với anh được. Anh thấp hơn với chiều cao mà em mong muốn thì em có thấy thất vọng không? Em thì không thất vọng lắm. Đến khi anh nói cái câu rằng là chiều cao của một người đàn ông là tính từ đỉnh đầu lên đến trời. Em cũng mong là điều đó sẽ là sự thật. Và em cũng mong một người đàn ông một nửa của em là sẽ có cái chiều cao mà tính từ đỉnh đầu lên đến trời, cao hơn em. Nhất trí. Từ đỉnh đầu lên đến trời. Từ đỉnh đầu lên đến trời. Khó tính lắm. Đúng rồi, cho hai đứa nắm hai tay nhau đi. Hai bạn có thể nắm tay nhau để trao nhau một cảm xúc gì đó. Dạ. Để xem cái cảm xúc khi ta nắm tay như thế nào. Đấy, nhìn thẳng vào mắt nhau. Hát một bài gì đó. Thanh Hóa ơi gì đó. Anh thì rất ít hát. Dạ. Tại vì hát dở. Nhưng mà gặp em hôm nay thì anh cũng muốn gửi tặng em chương trình một bài hát. Rồi đi tìm có hát lý thương nhau. Thương nhau tình thắm môi a nghĩa nồng. Nghe câu hát anh đi tìm. Đi tìm người hát câu hát lý thương nhau. Anh ra vườn đào em đã sang đồng mía. Anh lên rừng quê em lại đến hương dâu. Anh đi tìm em ở nơi nào. Để lòng anh mong, để lòng anh ngóng, anh thương em như thế. Ừ, thế xin hết vậy rồi. Cảm ơn anh.
Đến với chương trình thì em cũng gửi tới anh một đoạn trong bài hát là Qua đêm nay. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không anh ơi? Em ước mong lâu lắm rồi. Sâu thẳm trong mắt anh là ánh mắt của em, vòng tay âu yếm những rung động trái tim yêu mềm. Dạ em xin hết ạ. Em thấy rồi, chưa? Về ghế đầy ngồi đủ đi trơn á. Hát hay nè, giỏi giang, xinh đẹp. Để tay mình nút bấm đi. Các bạn đang đối diện với hàng triệu khán giả, với người thân của mình, và đang đối diện với nhịp tim của mình. Nếu thích, chúng ta bấm. Nếu không thích, chúng ta nhường cái nút bấm đó cho người khác. Sau 3 tiếng đếm, hai bạn sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Cùng bấm luôn. Cùng bấm. Thanh Hóa, ngày trở về. Và tôi nghĩ rằng nãy giờ các bạn hợp nhau rất là nhiều thứ ha. Từ tên, tuổi, họ ha. Rồi quen biết, rồi nhìn nhau nó quen quen nữa. Có thể chúng ta sẽ chăm sóc mối tình này cho nó đủ lớn, để chúng ta có thể quyết định nhiều cái còn xa hơn nữa. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Hôm nay thì con lên đây thì con cũng mong là con sẽ gặp được một nửa cuộc đời mình ở trong chương trình này. Thì con mong là quyết định của con sẽ được bố mẹ ủng hộ con ạ. Xin cháu chào hai bác. Cháu và em hôm nay được cái duyên được gặp ở đây. Thì cháu nghĩ rằng là cháu đủ lớn để chăm sóc được cho em. Rồi, xin hai bác cho cháu hôn em đi. Cháu xin hai bác cho cháu được bày tỏ yêu thương với em. Đấy, đúng rồi, hay quá. Nhưng mà hết qua mái tóc thôi là sao trời. Dạ được rồi chị. Mạnh mẽ, dạng dĩ lên chứ. Dạ được rồi ạ. Thấy một người cô gái không? Để cái mái nhẹ qua một bên. Thấy người ta rất là hiện đại, thấy không? Cô gái rất là dễ thương nha. Thật sự đây là một con người mà có thể chúng ta phải giữ chặt lấy nha. Dạ vâng. Bằng mọi giá anh trai nha. Họ mong rằng tất cả những điều này sẽ tạo ra một hạnh phúc dành riêng cho hai bạn nha. Dạ. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống.